cũng hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu quan tâm chăm sóc anh chị em, hiền lành và siêng năng là trụ cột gia đình. Nhưng con lại chỉ có một đứa con gái duy nhất mà nó lại bị các bệnh lý tâm thần trầm cảm lại làm biếng. Bạn cùng tuổi con cũng có một đứa con gái duy nhất nhưng rất siêng năng lanh lợi, hiện đã làm chủ trung tâm đào tạo cung cấp bằng lái xe. Con muốn hỏi con và con của con đã tạo nghiệp gì mà phải chịu như vậy? Con lại rất thích nghe pháp thoại và muốn học make up để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nó thắc mắc không biết make up có tạo nghiệp xấu không và làm sao để mau tiêu nghiệp xấu. Mong sư cho chúng con lời khuyên. Thứ nhất á, là cái chuyện bị các cái bệnh lý tâm thần á. Sư không nói là do cái chuyện nỗ lực của đời này nha. Sư lấy ví dụ như mình mê một cái gì đó quá, ví dụ như là mình thương, mình yêu ai đó quá, rồi tự nhiên mình thất tình, rồi bị sốc mạnh quá, rồi mình bị tâm thần. Hoặc á, là mình bị một cái cú sốc về tài chánh dẫn đến mình bị thiệt hại tài sản rồi mình bị tâm thần, thì cái đó sư không tính nha. Mà sư nói ở đây là vấn đề bẩm sinh á, thì khi mà bẩm sinh như vậy chúng ta xét đến nghiệp. Cái nghiệp tương quan giữa cái việc bị các bệnh lý tâm thần là do uống rượu và các chất say. Thì bây giờ á, quý vị xem coi trong cái đời sống hiện tại này mình có uống rượu và các chất say hay không. Các chất gây say nói chung bao gồm cả rượu bia ma túy, tất cả các thứ mà nó gây cho mình mất tỉnh táo á. Rồi nếu như kiếp hiện tại này có thì phải bỏ, còn cái chuyện quá khứ thì do quá khứ mình có thì chịu thôi, đó là do cái nghiệp của quá khứ. Thành ra là cái lời khuyên của sư đối với căn bệnh này đó là ráng giữ giới, đặc biệt là giới không uống rượu và các chất say. Và làm ơn đừng có so sánh con mình với con người ta. Tại vì cái so sánh của mình á, là một cái sự so sánh không có cân xứng. Muốn so sánh á, chúng ta phải có một cái thống kê. Ví dụ như toàn bộ những con người ở trong độ tuổi này, hoặc là toàn bộ những người phụ nữ ở trong độ tuổi này, thì trong đó chúng ta mới lòi ra những chuyện là sẽ có bao nhiêu đó người bị tâm thần nè, sẽ có bao nhiêu đó người bị tù tội nè, sẽ có bao nhiêu đó người phải nằm trong bệnh viện điều trị nè, sẽ có bao nhiêu đó người là chết rồi nè, sẽ có bao nhiêu đó người thất bại trong cuộc sống nè, rồi mới tính đến cái chuyện là bao nhiêu đó người là tới giờ phút đó lấy chồng là yên bề gia thất, rồi bao nhiêu người là vẫn làm ăn rồi cũng là chầy chật, rồi bao nhiêu người là thành công. Chúng ta phải thống kê như vậy nó mới đầy đủ. Còn mình chỉ ngó có một người duy nhất kìa là cái đối tượng thành công, rồi mình so con mình với họ thì cái sự so sánh đó là không có công bằng. Còn cái chuyện muốn học make up á, thì quan trọng là cái chủ ý của mình thôi. Nếu như cái chủ ý của mình á, là mình muốn cho người ta được đẹp hơn, muốn cho người ta có sự tự tin hơn, thì đối với sư thì cũng có thể chấp nhận được. Mặc dù nếu như mình xét theo phương tiện mà tâm á, thì đúng là khi mình học như vậy là nó có tâm tham ở trong đó, và nó cũng sẽ tạo điều kiện để người ta có tâm tham. Nhưng mà nếu mình xét theo cái khía cạnh là cái hậu quả đó, thì sư nghĩ là nó không có đến mức là quá nặng nề. Bởi vì suy cho cùng á, bây giờ nghề nghiệp gì ở thế gian này mà không dính dáng đến tâm bất thiện? Sư xin thưa nha, kiếm một nghề nghiệp mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đã khó lắm rồi, mà mình còn khắt khe hơn nữa, đòi là phải làm cái nghề đó với cái tâm vô tham hoặc tâm vô sân hoặc tâm vô si, thì xin thưa là nó khó trần ai lắm.
Muốn như vậy là ở trong bài kinh 38 pháp hạnh phúc Mangala Sutta thì chỉ có nước làm các nghề thủ công thôi. Ví dụ như đan lát, hoặc là làm đồ gốm, những cái thủ công như vậy đó thì họa chăng là không có dính dáng gì đến các cái ác nghiệp. Cho nên là cái gì mà mình khắc khe thì khắc khe, nhưng mà cái gì mình thông cảm được thì cũng nên thông cảm. Miễn làm sao mà cái nghề của mình á không có hại mình, không hại người thì như vậy suy nghĩ là cũng được rồi. Câu hỏi này nó hơi khó. Nó hơi khó giải đáp quá. Thì ngoài cái sự xin thể nói nãy giờ về cái nghiệp của cái người gọi là trầm cảm tâm thần, thì nó còn một vấn đề nữa, đó là có thể là người đó tái sanh bằng cái tâm gọi là thành người nhị nhân á, nhân hoặc là lạc vô nhân. Thì cái này mình tiểu hiểu thêm về cái chữ pháp. Còn cái chuyện mà cái nghề mắt cắp á thì nó như vậy. Ở đây là mình chỉ có mình cái tính chất gọi là sao ta? Cái tính chất mang cái tính chất tạm tương đối thôi, chứ không thể nào tuyệt đối được cả. Vào thời Đức Phật Ca Diếp á, có một vị A Hàm cư sĩ. Thì vị này nuôi bị mẹ và bị mù. Cho nên là tất nhiên A Hàm sẽ không hàm những cái nghề này rồi nào, và cũng không giữ tiền. Giữ tám giới, giữ 10 giới thanh tịnh, 10 giới của Sa Di á. Thì vị này đi làm nghề gốm cho nên cũng không có đào đất được. Thì, cho nên chỉ đi lụm những cái đất mà vẫn con thú nó đào hang á, rồi lấy về nặng thành chậu, thành đồ gốm để mà đem đổi, lấy đổi vật thực, đổi gạo rồi, chứ không được ngày này giữ người giới mà không giữ tiền luôn, thì nuôi mẹ. Thì á, ở đây á, mình cái nghề mình á, nó chỉ là mình chọn cái nghề nào tương đối một chút để nó không có giống như giờ mình chơi thì thua rồi. Hay là mình làm đánh bắt hải sản này nọ thì này nó quá mà nghiệp. Nhưng mà ở đây á, quý vị cái nghề nào nó cũng có cái trường hợp là tâm tham ở trong, là mình lừa dối. Ví dụ như làm cái mặt đó có triệu bạc, mình muốn mình nói gạt người ta triệu hả, thì nó không nên, đó là lừa dối. Đó là mình bất cứ nghề nào đi nữa mình áp dụng chánh mạng ở trong, chánh mạng ở trong. Hay là mình làm, ví dụ cái hợp phấn này mình là mình ta kêu làm mình lấy cái hợp phấn xịn mất tiền, mình lấy hợp phấn rẻ tiền rồi mình làm, mình nói phấn này mất tiền. Thì cái nghề nào, những cái lọc lừa này ngoài đời quý vị quá hiểu rõ hơn sư nữa. Thì cho dù là bất cứ nghề nào, ở đây á, mình nói là nghề mất cấp có tạo nghiệp hay không, xấu hay không, thì mình nên né bớt. Chứ có nghề nào nếu mà quý vị không muốn tạo nghiệp xấu thì quý vị vô chùa tu không làm gì hết, hằng ngày đi đứng hằng ngày đã tạo nghiệp. Cho nên á, bất cứ cái nghề nào quý vị nên áp dụng cái chánh mạng, không có mình làm ăn chân thật chân chánh. Làm ví dụ như mình làm cái make up con cái người đó là bao nhiêu đó thì mình tiền công bao nhiêu thì mình cứ uống như vậy mình làm, chứ không có gì lọc lời mà mình dối lừa mình này nọ, mình bán cái sản phẩm không đúng tiêu chuẩn, mình bán cho nó mắc này nọ, hay là mình trả lương nhân viên hẹp này nọ để kiếm lời vân vân, thì những cái đó không có tốt thôi. Còn nghề make up là một trong những cái nghề mà tương đối đỡ hơn nhiều người khác. Hồi xưa mẹ của chúng tôi phụ người ta mổ thịt lợn, chúng tôi không có đồng ý mới về khuyên hoài thì tới nỗi mà sư nói là mẹ mà còn làm nghề này nữa mới mốt sư không có về nữa đâu. Thì bà thân mới thấy vậy mới bỏ nghề và đi qua làm nghề bán hủ tiếu cũng đỡ. Tất nhiên là ở đây mình đỡ thôi, chứ quý vị không có cái nghề nào mà chỉ khi quý vị không làm gì hết thôi, chứ còn làm nó sẽ dính nghiệp à. Mà mình nên làm sao cho nó đỡ thôi, tương đối. Thì đây trả lời câu hỏi vậy.
Khi vào mùa an cư của các sư cư sĩ, tụi con muốn xin phép đến chùa thọ bát quan trai giới và ở chùa tu tập trong ngày, chỉ đi cá nhân hoặc nhóm 2-3 người thì có thể xin phép sư trước và đến chùa thọ giới và học đạo không? Vì bạn con đi du học kiếm phước rồi. Thì cái này sư trả lời nhanh thôi, là quý vị có thể đến chùa ha, và đến thì gặp xin bất kỳ vị sư nào để xin thọ bát quan trai đều được hết. Và nếu như quý vị đi cá nhân hoặc chỉ có 2-3 người đó thì cứ ở lại chùa tu tập bình thường, cũng không có việc gì mà phải lo lắng hoặc là phải xin phép cho nó lớn chuyện.